Ủa, anh mở cửa xe anh không quan sát gì hết vậy? Tao thích như vậy đó sao? Cái gì? Anh nói thử lại một lần nữa coi. Thôi anh, em không sao, thôi đi thôi. Sao? Bỏ chạy rồi hả? Đồ đàn bà. Anh, để em. Anh mở cửa xe sai mà anh còn vậy hả? Ngon anh đi xuống đây với tôi nè. Ok, muốn làm lớn chuyện đúng không? Để tao. Giờ muốn gì? Anh ơi. Ồ, Animal rồi xong rồi đó hả? Dạ em xong rồi. Ủa ai vậy anh? Bạn anh à? Ờ, bạn anh. Vậy anh mời bạn của mình về nhà ăn cơm luôn nha. Người anh em, hôm nay tôi bận rồi. Để bữa sau tôi ghé nha. Ủa, có chuyện sao rồi em? Vì cái chuyện nhỏ nhặt như vậy á, mà anh đòi ly hôn hả? Ok, ly hôn thì ly hôn. Cái điện thoại của anh là em mua, anh trả cho em đi. Đây, điện thoại của em đây, em cầm đi. Còn cái áo vest nữa, trả luôn cho em. Trả cho em nốt. Còn cái đồng hồ ngày cưới em tặng anh á, anh trả luôn. Còn nhà, còn xe á, trả cho em hết. Còn gì nữa không? Nhưng mà có cái em không trả được đâu. Cái gì anh không trả được? Em nói đi. Mỗi lần anh ốm á, em chăm sóc anh trả nổi không? Mỗi lần anh tan làm á, em ở nhà em nấu cơm em đợi anh về á, anh trả nổi không? Còn cha của đứa bé trong bụng nè, còn chồng của em nữa, anh trả nổi không? Hằng đêm khi em ngủ thì anh đắp chăn cho em có tính không? Trời mưa anh sợ em ướt, anh chạy tận nơi đến đón em. Rồi đi ăn anh bóc tô cho em ăn. Như vậy đã đủ chưa? Nếu mà em cảm thấy không đủ, anh sẽ dành hết phần đời còn lại trả hết cho em. Mẹ, giới thiệu với mẹ đây là thư ký của con. Cô ấy giỏi lắm đó mẹ. Chào cô ạ. Dạ mẹ, thôi mình vô ăn cơm đi mẹ. Con thân mật với cô ta mà không sợ vợ con ghen à? Mẹ yên tâm đi, vợ con hiền lắm, bảo gì nghe vậy à? Con nói như vậy mà nói được hả? Mà dạo gần đây là con chán vợ con lắm. Làm gì thì làm cũng phải nể vợ con một chút chứ. Rồi, con biết rồi mà. Mẹ đừng có lo, vợ con hiền lắm, không có biết gì đâu. Thôi, đi. Uống nước đi con. Con làm với thằng Thu lâu chưa? Được 3 tháng rồi á cô, mà có gì quan trọng không? À không, cô chỉ hỏi cho biết vậy thôi. Mà con muốn ăn trái cây trắng miệng á, có trái cây không? Cô mang ra cho con đi. À đợi chút nha, cô đi lấy. Mẹ, mẹ ngồi đó đi, con lấy sẵn rồi nè. Nhà tôi không có điều kiện á, chỉ có trái này thôi, cô ăn đỡ đi. Với cô là sao? Ủa chẳng phải là cô muốn ăn trái cây hả? Ăn đi cho vừa lòng cô. Cô với anh Thu sao cũng được hết á, nhưng mà cô đụng đến mẹ chồng tôi á là tôi không để yên đâu. Cô đúng là con người giả tạo mà. Anh Thu nói cô là người hiền khô, mà không ngờ cô như vậy. Hiền á thì đối với gia đình của tôi thôi, còn đối với cái loại người như cô á, từ đâu tới mà làm càn á, tôi phải dằn mặt cho biết. Cô cút ra khỏi nhà tôi á khi mà tôi còn bình tĩnh. Nè, cầm cái dĩa ớt về ăn đi, cho nó đúng với tâm trạng lúc này của cô. Ngoại, mẹ ơi, nay ngoại lạ lắm. Ngoại tới đón con tan học mà ngoại không nhận ra con luôn. Thôi chắc ngoại giỡn á con. Thôi con đi rửa cất cặp đi. Mẹ làm việc xíu nha, mẹ bận lắm. Dạ. Anh ơi, hôm qua con mình nó nói á, ngoại không có nhận ra nó. Chắc là em nghĩ mẹ bệnh nữa. Hay là mai á mình đưa mẹ đi khám nha. Chắc mẹ lớn tuổi ấy, nên mình nghĩ trước nghĩ sau mà. Không sao đâu. Thứ hai nữa là con mình nó nhỏ, nó nghịch, nó tào lao đó em. Thì em cũng nghĩ vậy á. À, nhưng mà mình đưa mẹ đi khám cho chắc nha. Anh bận lắm, với lại là mẹ của em mà. Em tự lo đi, anh còn bao nhiêu việc phải lo đây này. Anh nói vậy mà nghe được á hả? Mẹ của anh cũng như mẹ của em mà. Em cũng xem mẹ của anh là mẹ em mà. Thôi, anh khoan nữa đâu, anh đi làm đây. Con đi đâu mà giờ mới về? Dạ, con đi chơi với mấy đứa bạn trong xóm ạ. À. Ai cho phép con đi mà chưa xin mẹ? Hư nè, hư nè, hư nè, hư. Nè 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 nè, cô là ai mà cô dám đánh cháu tôi vậy hả? Cô có tin là tôi gọi điện cho con gái tôi về xử cô không? Mẹ, mẹ nói cái gì vậy mẹ? Cô đi đi,
Chứ con gái tôi mà về đây á là đánh cô đó. Đồ của con nè. Mẹ sao mẹ đưa cho con nhiều đồ quá vậy? Chỉ có con cái bỏ cha mẹ thôi chứ không có mẹ nào mà bỏ con hết á. Thôi con vào đi, rồi nhớ lo ăn uống đầy đủ, học cho tốt nha, có gì gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ về đây, không có trễ bến chuyến xe. Dạ mẹ. Mẹ, mẹ sao vậy mẹ? Mẹ ơi con xin lỗi, đáng lẽ là con phải đưa mẹ đi khám sớm hơn. Mẹ. Cho cô bán rau trước cửa công ty tôi vậy? Để tôi dọn đi chỗ khác tôi bán nha cô. Ủa bên đây không phải là công ty tôi luôn hả? Đi ra chỗ khác. Cô ơi, đây là mớ rau cuối cùng mà tôi bán, tôi kiếm tiền đóng tiền học cho con trai tôi đó cô ơi. Tôi không cần biết. Đây cô làm cái gì vậy? Liên quan gì đến anh? Đồng bọn đúng không? Này cô nói chuyện cho đàng hoàng nhá. Cô làm đổ rau người ta này, đền cho người ta đi. Dạ tôi không đền á, anh làm gì tôi? Tôi báo công an á. Thôi cậu ơi, để tôi đi chỗ khác tôi bán được rồi cậu. Coi như tôi xui. Cô ơi, cô. Thôi cô không sao, sao cô sao không? Tôi không có sao đâu cậu ơi. Rau này nó cũng nát hết rồi. Thôi để con mua lại cho cô. Đây con có út chút tiền đấy, con gửi cho cô. Nhiều quá cậu ơi, cậu. Alo con hả? Ngày mốt là tới ngày đóng tiền học đúng không con? Ừ. Mẹ biết rồi, để mẹ gom tiền về mẹ đó đưa cho con nha. Làm sao mà đủ 2 triệu gửi về cho nó đây ta? Ngoại ơi con về nè, ngoại dọn cơm cho ăn đi. Con nghe mẹ nói nè, ngoại không có ở đây với gia đình mình nữa. Ủa ngoại đâu vậy mẹ? Vậy từ giờ cũng không được gặp ngoại nữa không? Là con nít, không có được hỏi nhiều nghe chưa con? Ngoại con ba đưa về viện dưỡng lão rồi. Sao ngoại lại ở đó? Chẳng lẽ ở đó vui hơn nhà mình hả ba? Con yên tâm nha, ở đó có người cùng lứa tuổi với bà ngoại để bầu bạn, với lại có người chăm sóc nữa. Chắc ở đó vui nên ngoại không muốn ở lại với con rồi. Thôi mẹ con mua đồ ăn sẵn á, tự lấy ăn nha. Ba mẹ ra ngoài có chút việc nha. Lúc nào cũng công việc hết. Phải chi có ngoại ở đây là biết mấy rồi. Ngoại ơi con đói rồi. Đây đây đây. Đồ ăn của con có rồi nè. Bây giờ ngoại đút cho con ăn nha. Dạ. Ăn quang á, một lát á ngoại dẫn con đi công viên. Bước bên đó nha ngoại. Rồi, ăn giỏi nè. Ngon không con? Ngon. Dạ alo chị ơi, mẹ chị cứ đòi gặp bé Minh Anh không à? Chị có thể sắp xếp là đưa bé Minh Anh vào gặp mẹ được không ạ? Chị an ủi mẹ tôi giùm nha. Có gì nói với bà là cuối tuần á tôi dẫn bé Minh Anh vô thăm bà. Sao buồn vậy con? Nhớ ngoại, con muốn gặp ngoại. Sáng nào ngoài con pha sữa con uống hết á. Mà giờ thì không còn nữa. Vậy sáng mai mẹ pha cho uống nha. Với lại cuối tuần này á, ba mẹ dẫn con đi gặp ngoại. Con ráng học giỏi đi. Ủa ba mẹ ơi, gia đình mình á được nằm chăn ống nệm êm. Vậy bà ngoại ở chỗ đó có được như mình không ha? Không sao đâu con, ở đó cũng đầy đủ tiện nghi lắm. Con yên tâm nha. Dạ vậy con yên tâm rồi. Mà mẹ ơi, có phải ai cũng phải già đúng không mẹ? Đúng rồi, sao con hỏi vậy? Mẹ, với ba cho con số điện thoại của viện dưỡng lão đi. Chi vậy con? Để khi ba mẹ già đi, con sẽ đưa ba mẹ vào đó. Để cho ba mẹ có một sống tốt hơn. Nè con. Ủa mẹ, sao mẹ đưa con nhiều tiền như vậy? Con cứ giữ đó đi. Để mà sau này bên chồng mà đối xử tệ bạc với con á, thì con cũng có một ít tiền để mà lo cho bản thân mình, biết chưa? Trời ơi sao mà lâu dữ vậy trời. Về hả con? Đi, đi vô đây con. Ngồi đây, ngồi đây. Nè,
con trai hay con gái vậy con? Dạ bác sĩ không có nhận định được mẹ, nhưng mà con trai con gái cũng được mẹ. Không có được, phải nhất thiết là con trai cho mẹ nghe chưa? Mẹ cấm con nghĩ là con gái đó, tại vì con trai nó mới nói giỏi được, hiểu chưa? Rồi cho mẹ rờ bụng cái coi. Ồ nó máy mạnh quá con, như vậy là con trai rồi đó. Mẹ có cháu ấm bồng rồi đó. Ủa con già ra con, sao rồi bác sĩ nói làm sao? Cậu đưa giấy cho mẹ coi coi. Em bỏ cái thai đi, bác sĩ nói là em không thể sinh con được, nếu mà sinh đứa bé là người mẹ có nguy cơ tử vong đó. Anh nói vậy là sao? Ủa tại sao lại như vậy? Là sao? Bác sĩ gì tào lao dữ vậy? Con đừng có nghe, con cứ yên tâm mà đẻ cho mẹ đi. Mẹ bình tĩnh đi, bác sĩ này rất là giỏi, không thể nào chẩn đoán sai được. Mình đâu nhất thiết phải có con đâu chứ, gia đình mình vẫn hạnh phúc mà. Con có biết á, cái điều thiêng liêng nhất á của người phụ nữ là gì? Là phải được làm mẹ. Nếu mà không đẻ được thì là còn hệ thống gì nữa? Em sẽ đẻ, dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì á, em cũng chấp nhận. Không được, nếu mà em có chuyện gì á, thì anh biết sống làm sao hả? Mẹ sống đến từng tuổi này rồi con, mẹ chỉ mong có cháu để ấm bồng thôi à. Nếu mà nó đẻ không được á, thì làm sao đây? Còn phải kiếm người khác cho mẹ, chứ mẹ không đồng ý như vậy đâu. Dù thế nào á, con cũng sẽ không làm tổn thương vợ con đâu. Mẹ muốn đẻ thì tự tìm người khác mà đẻ. Hạnh phúc của con là có vợ, chứ không phải có con mà mất vợ. Em, dù có thế nào á, thì anh cũng thương em. Không có con thì mình có thể sinh con nuôi, còn không có em á, cuộc đời anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa.